Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an các huyện Yên Khánh, Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Ninh Bình về Thanh Hóa, bắt giữ 3 đối tượng. Ba đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Duân, Vũ Văn Lực và Hà Nhật Tân. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ gần 50 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 64 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng, 13 viên đạn và nhiều tang vật tài liệu khác có liên quan. Theo điều tra, Duân đã ra Ninh Bình câu kết với Lực và Tân để thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Ninh Bình về Thanh Hóa để tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhiều thanh thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Vào tối ngày 26 tháng 8 năm 2023, Nguyễn Duy Đô, trú tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với 22 thanh thiếu niên khác đã sử dụng xe mô tô mang theo hung khí xông vào đánh nhóm 9 người, trong đó có Tôn Thất Minh Hoàng bị thương tích. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 10 đối tượng, trong đó trong nhóm của Đô. Cùng ngày, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố thêm 24 đối tượng có liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là vụ án xảy ra vào ngày 18 tháng 10 năm 2023 tại xã Phú Dương và phường Thuận An, thành phố Huế giữa nhóm của Nguyễn Duy Đạt và Nguyễn Đoàn. Hai nhóm này đã mang theo dao kiếm tự chế đánh chém nhau làm một số người gây thương tích. Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ đối tượng Đinh Công Hải, sinh năm 1969, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 24 giờ ngày 2 tháng 2, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực tỉnh ủy Hà Nam, lực lượng công an phát hiện Hải điều khiển xe máy không có biển kiểm soát nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Bước đầu Hải khai nhận đã trộm chiếc xe máy trên tại địa bàn phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Được biết đối tượng Hải đã có 7 tiền án, trong đó có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vào sáng ngày hôm nay, ngày 3 tháng 2, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng lạnh. Hai bệnh nhân gồm một người phụ nữ sinh năm 1965 ở phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và người con gái sinh năm 1989. Theo người nhà của bệnh nhân thì bệnh nhân nữ vừa sinh bé gái được 8 ngày tuổi nên có đốt than sưởi ấm từ đêm hôm trước. Cho đến 13 giờ ngày 2 tháng 2, hàng xóm đập cửa vào bên trong thì phát hiện 4 người nhà đang nằm bất tỉnh, trong đó có bé gái 2 tuổi đã tử vong. Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 2 đối tượng mua bán 48.000 viên ma túy tổng hợp. Qua công tác nắm tình hình đấu tranh các chuyên án vụ án ma túy trên địa bàn huyện Yên Thành, công an huyện đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua địa bàn huyện Chi Lễ, huyện Quế Phong về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Trần Thị Lan, sinh năm 1962, trú tại huyện Diễn Châu. Khoảng 17 giờ ngày 2 tháng 2 tại quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, ban chuyên án đã bắt giữ thành công 2 đối tượng gồm Trần Thị Lan và Nguyễn Thị Truyền, sinh năm 1958, trú tại huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 48.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và hiện nay ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định. Sau gần 3 ngày, công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng tại thị xã Cửa Lò. Vào tối ngày hôm nay, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ cướp tại chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò xảy ra vào chiều ngày 1 tháng 2. Theo đó, thì khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, nghi phạm sinh năm 1986, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 16 giờ 12 phút ngày 1 tháng 2, phòng giao dịch thuộc chi nhánh một ngân hàng tại thị xã Cửa Lò đã xảy ra vụ việc. Một đối tượng dùng dao đe dọa khống chế cướp tài sản. Vào thời điểm trên, trong ngân hàng có khoảng 20 người. Người đàn ông mặc áo khoác trắng màu sữa, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đã đi vào trong phòng giao dịch. Một tay cầm vật nghi là thuốc nổ. Đối tượng yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Khi lấy tiền trong ngăn tủ, người này nhanh chân ra lấy xe máy rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an thị xã Cửa Lò đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an các huyện thị xã tổ chức lực lượng truy bắt. Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng,
bị Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị địa phương trên cả nước triệt xóa. Cho đến nay thì qua hai giai đoạn điều tra chuyên án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 103 bị can. Mở rộng điều tra giai đoạn 2, vào ngày 2 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã khởi tố 47 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Và trước đó vào tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an các địa phương điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn 2.300% một năm. Số tiền cho vay lãi nặng đến hơn 20.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng. Tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng. Điều tra giai đoạn 1 chuyên án đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, rửa tiền. Tiến hành điều tra giai đoạn 2 vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 2 bị can liên quan. Tổng cộng là đến nay đã có 103 bị can bị khởi tố. Thưa quý vị, vào chiều ngày 24 Tết Nguyên đán thì người dân đổ xô về quê. Rất nhiều tuyến đường tại các thành phố lớn đã ùn ứ kéo dài. Người dân và các phương tiện vất vả lưu thông. Tại Hà Nội, nhiều người dân đã di chuyển đến bến xe để về quê nghỉ Tết sớm. Ghi nhận tại các bến xe thì lượng khách tăng dần theo ngày. Hành khách về quê nghỉ Tết sớm chủ yếu là lao động tự do, sinh viên các trường đại học. Trong khi đó thì tại các tuyến đường vành đai hướng ra cửa ngõ thủ đô Hà Nội như đường vành đai 3, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng ùn tắc nghiêm trọng, diễn ra hầu hết ở mọi thời điểm trong ngày, đặc biệt là từ trưa đến chiều tối. Tình trạng ùn ứ giao thông cũng diễn ra khắp nơi tại các trục đường chính thuộc cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì tại các tuyến đường như đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, khu vực Tràng Bom, Đồng Nai, khu vực phà Cát Lái, ùn ứ kéo dài nhiều km, giao thông quá tải nhiều giờ đồng hồ. Camera của Cục Cảnh sát Giao thông ghi nhận vào lúc 14:20 tại nút giao cao tốc tại Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận, dòng xe liên tục đổ vào quốc lộ 1. Tuy nhiên do quá tải phương tiện, từ đoạn cuối cao tốc và đường dẫn ra ngã ba quốc lộ 1 vẫn kẹt dài. Lực lượng chức năng luôn túc trực để điều tiết phân luồng giao thông. Càng với lúc chiều tối thì tình trạng ùn ứ càng gia tăng vì người dân đổ xô về quê càng nhiều. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cũng bắt đầu tăng cao. Chỉ riêng ngày hôm nay, ngày 3 tháng 2, sân bay Tân Sơn Nhất đã có hơn 900 chuyến bay phục vụ xấp xỉ 130.000 lượt khách đi và đến. Hai sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất sẽ được thử nghiệm thu phí không dừng ETC phương tiện bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 với mức phí là không thay đổi. Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV cho biết đã phối hợp lắp đặt thiết bị kết nối hệ thống thu phí tự động không dừng tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Và mỗi sân bay dự kiến sẽ dành 2 làn cho các phương tiện sử dụng ETC, tổng đầu tư hơn 210 tỷ đồng. Theo đại diện của ACV, chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục, bởi các hệ thống này đã được tích hợp đồng bộ. Với sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, xe ra vào trong 10 phút, mỗi lượt thu là 10.000 đồng một xe dưới 9 chỗ, 15.000 đồng xe 10 đến 30 chỗ, 25.000 đồng xe từ 30 chỗ trở lên. Thưa quý vị, được thành lập với 35 thành viên ưu tú, Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ các vụ cháy nổ lớn, sự cố phức tạp có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Với nội dung luyện tập nâng cao, môi trường luyện tập cũng khắc nghiệt hơn, sát với thực tế các vụ cháy nổ diễn ra. Các thành viên Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt đang nỗ lực từng ngày với mục tiêu cao nhất là tranh thủ giờ vàng, phút vàng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kịp thời, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân. Triển khai đội hình tiếp cận đám cháy, cứu nạn nhân trong không gian chật hẹp, nhiều khói, khí độc. Đây là bài tập nâng cao được Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập luyện thường xuyên, hàng tháng.
Từ thực tế các vụ cháy nổ phức tạp diễn ra trong thời gian qua, bài tập này sẽ giúp cho mỗi cán bộ chiến sĩ rèn luyện tinh thần, bản lĩnh chiến đấu và thành thạo các kỹ thuật chiến thuật, kỹ năng xử lý tình huống. Cái công tác cứu nạn cứu hộ và chữa cháy thì nó diễn ra hàng ngày, nó diễn ra ở khắp mọi nơi. Nó không quy định một cái cụ thể và có thể nó diễn ra bất ngờ. Và căn bản những người lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ này cũng có thể là một trong những người bị nạn nữa. Đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải đưa ra những cái chiến thuật và kỹ thuật nó nhanh chóng, đảm bảo hiệu quả và cứu người một cách nhanh nhất. Ngoài tiếp cận đám cháy và thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ trong môi trường khắc nghiệt như trong không gian hạn chế, bài tập đu dây đưa nhiều người bị thương mắc kẹt trên các tầng cao xuống đất an toàn cũng được các thành viên luyện tập thường xuyên. Các bài tập này đều có tính ứng dụng cao và sát với thực tế. Triển khai tiếp cận đám cháy trong không gian chật hẹp như là cứu người bị nạn trong môi trường nhiều khói độc, cũng như là triển khai các đội hình chữa cháy trong các hẻm sâu, ngõ hẻm để các đồng chí thành viên trong tổ để có thêm cái tâm lý vững vàng trong công tác chiến đấu, cũng như là sử dụng thành thạo các kỹ năng, cái kỹ chiến thuật, cũng như là sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy để vận dụng vào trong cái thực tế khi có đám cháy lớn xảy ra. Là những thành viên ưu tú được tuyển chọn từ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn thành phố Đà Nẵng, bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng, nỗ lực luyện tập mỗi ngày với mục tiêu duy nhất là làm sao có thể cứu được tài sản, tính mạng của nhân dân một cách nhanh nhất, nhiều nhất có thể. Họ sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường dù bất cứ đâu và đối đầu với bất kỳ nguy hiểm nào. Bản thân là luôn luôn là cố gắng để tập luyện, để nâng cao cái sức khỏe, và luôn luôn tìm tòi nghiên cứu học hỏi những cái bài kỹ thuật kiến thức mới do tổ đưa ra để triển khai phục vụ tốt cho cái công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Với trách nhiệm là thành viên trong tổ chữa cháy cứu nạn cứu hộ đặc biệt này thì chúng tôi luôn xác định cái vai trò nhiệm vụ của mình là luôn sẵn sàng tham gia xử lý tất cả các tình huống cháy nổ, sự cố tai nạn lớn xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khi được giám đốc và lãnh đạo cấp trên huy động. Thực tế, thành viên trong tổ công tác đặc biệt Công an thành phố Đà Nẵng đã tham gia giải cứu thành công 22 du khách mắc kẹt dưới vực sâu trong vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra trên tuyến La Sơn-Túy Loan trong thời gian chưa đầy 4 giờ đồng hồ. Đó là kết quả của quá trình khổ luyện hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ, tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt.